tiết lộ lý do gây sốc khiến Đan Trường còng lưng đi hát kiếm tiền dù lấy được vợ siêu giàu ở Mỹ. Dù lấy được vợ giàu có, sở hữu nhiều biệt thự hàng trăm tỷ đồng ở nước ngoài, ca sĩ Đan Trường vẫn miệt mài đi hát, khiến cho khán giả tò mò về lý do. Ca sĩ Đan Trường sinh năm 1976. Năm 1997, anh nổi tiếng với Kiếp Ve Sầu và nhiều ca khúc nhạc hoa lời Việt. Cuối năm 1999, album Đi Về Nơi Xa giúp cho tên tuổi của anh thêm phổ biến. Thập niên 2000, anh phát hành nhiều CD như Bóng Dáng Thiên Thần, Lời Du Tình, Trái Tim Bình Yên, Dòng Sông Băng năm 2002. Đến một lúc nào đó năm 2004, Thập Nhị Mỹ Nhân năm 2007. Anh đã từng 7 lần liên tiếp nhận giải ca sĩ được yêu thích nhất của làn sóng xanh. Ca sĩ là một trong những giọng ca đi đầu phong trào quay MV cổ trang. Nhiều video của anh ghi dấu ấn như Hoài Niệm Cũ năm 1998, Phong Ba Tình Đời năm 1999, Tuyết Hồng năm 2001, Chờ Trên Tháng Năm năm 2002. Anh và ca sĩ Cẩm Ly từng hóa thành xương quá Tiểu Long Nữ trong MV Tổ Khúc Thần Điêu Đại Hiệp, lấy cảm hứng từ phim truyền thể tiểu thuyết Kim Dung. Sau nhiều mối tình, năm 2013, Đan Trường đã kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên, một thương gia người Mỹ gốc Việt. Được biết, bà xã của Đan Trường, doanh nhân Thủy Tiên rất thành đạt trên đất Mỹ. Cuối năm 2009, cô thành lập một công ty tài chính ở Mỹ và hoạt động khá thành công khi liên tục tổ chức các show diễn lớn cho các nghệ sĩ trong nước đến với xứ sở cờ hoa. Cô cũng đứng đầu chuỗi nhà hàng và một quán cà phê tại Chicago. Vợ chồng của Đan Trường cũng mới xây dựng một siêu biệt thự giá hàng trăm tỷ đồng, là biệt thự đắt đỏ nhất trong các sao Việt ở nước ngoài. Thế nhưng, dù giàu có và xa hoa không kém ai, nhiều người vẫn thấy Đan Trường ngược xuôi đi hát giữa Việt Nam và hải ngoại. Có những ngày, Đan Trường chạy show liên tiếp khiến cho anh mệt lả. Biết được lý do, không ít fan đã ngậm ngùi. Trong một bài phỏng vấn cách đây vài năm, Đan Trường cho biết tình yêu ca hát đã ăn vào máu thịt của anh. Anh chỉ thực sự thấy trọn vẹn khi vẫn được cầm mic và hát trên sân khấu. Đó là lý do tại sao, dù không quá lo lắng về mặt kinh tế, anh vẫn ngược xuôi đi hát không ngừng. Từ khi đi hát đến nay, có thể nói anh chưa có một ngày bỏ bê niềm đam mê của mình. Chứng minh là các album Đan Trường được cho ra mắt công chúng đều đều. Bên cạnh đó còn là các đêm nhạc, các live show phục vụ người hâm mộ khắp mọi nơi. Tính cho đến nay, anh Bo của chúng ta đã phát hành đến album Vol 35. Đây là một con số đáng kể, không phải là nghệ sĩ nào trong nghề đi hát lâu năm cũng có được. Hiện nay, anh không chỉ hát trong nước mà còn hoạt động ở nước ngoài. Anh cũng là đại sứ du lịch của Đài Loan. Có thể nói anh rất bận rộn, nhưng bận mà vui vì Đan Trường được sống và cống hiến cho đam mê, cho nghệ thuật, cho tình yêu âm nhạc của chính mình. Đan Trường đã chia sẻ: "Tôi vẫn phải đi làm việc chứ không phải sống phụ thuộc vào gia đình vợ. Mình không có gì cho con ngoài những tích lũy suốt cả cuộc đời. Những gì mà hai vợ chồng gầy dựng cũng để lại cho con cái." Đan Trường từng chia sẻ, vợ của anh, Thủy Tiên cũng rất hiểu và thông cảm cho chồng. Cô đã vui vẻ chấp nhận việc ca hát với Đan Trường là cái nghiệp ăn vào xương máu, và nó là vĩnh viễn. Suốt những năm tháng kết hôn, cô không ngừng ủng hộ Đan Trường theo đuổi đam mê, kể cả là phải một mình nuôi con như mẹ đơn thân. Cô thậm chí tiết lộ cả chuyện không biết gì về thu nhập và tiền bạc của chồng. Nhưng Thủy Tiên đã kể bằng sự điềm nhiên, không toan tính và xem tất cả những điều đó là bình thường. Ở tuổi 43, anh Bo, Đan Trường gần như là có mọi thứ trong tay. Một cuộc sống sung túc, một sự nghiệp ổn định, một gia đình êm ấm, một người vợ giỏi giang và một cậu con trai khỏe mạnh. Trong chia sẻ mới nhất của mình, Đan Trường đã nói: "Ở tuổi 43, tôi mãn nguyện về sự nghiệp ca hát của mình." Đan Trường lấy vợ Việt Kiều giàu có, cuộc sống trên đất Mỹ giờ ra sao? Đan Trường nổi tiếng vào năm 1999 với ca khúc Kiếp Ve Sầu. Lúc ấy, chàng trai trẻ trở thành một hiện tượng lạ trong mắt của công chúng. Song như thế vẫn chưa đủ, Đan Trường đã gây chú ý mạnh mẽ với giới yêu nhạc khi ra mắt hit Đi Về Nơi Xa. Và đây là ca khúc có trong album cùng tên phát hành vào giữa năm 1999. Sau đó, Đan Trường đã tiếp tục thành danh qua các ca khúc Nhánh Lan Rừng, Mãi Mãi Một Tình Yêu, Tình Đơn Phương, Tình Khúc Vàng, Trăng Vỡ. Đan Trường cũng trở thành tiên phong trong phong trào ca sĩ làm MV cổ trang với những sản phẩm thu hút được khán giả như là tác phẩm Phong Ba Tình Đời,
Trở lại phố cũ, Tuyết Hồng, Trời trên tháng 5, Mẹ tôi, Lời ru ngàn đời, Dòng máu lạc hồng. Dù không có nhiều chuyển biến về kỹ thuật trong giọng hát của mình, nhưng Đan Trường vẫn khiến cho người nghe yêu thích vì sự êm tai và ngọt ngào. Thành công trong sự nghiệp đã làm thay đổi cuộc đời của Đan Trường. Khi đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, khán giả mới giật mình nhận ra quá khứ của Đan Trường vất vả và nghèo khó đến rơi nước mắt. Được biết, Đan Trường là con trưởng và cũng là con trai duy nhất trong gia đình đông con ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm khốn khó, gia đình của anh sống trên con hẻm đường Tháp 10, nơi mà hàng xóm, bạn bè thường gọi bằng cái tên bình dị nhưng đầy cực nhọc: hẻm mài kèn kéo. Cha mẹ của anh là công nhân xí nghiệp thủy sản đông lạnh, ngày ngày lo chạy cấy sinh nhai cho gia đình. Cả gia đình không ai theo nghiệp nghệ thuật, nên dù Đan Trường có hát hay bao nhiêu, thích ca hát bấy nhiêu, thì anh cũng khép lại ước mơ ấy. Vậy nên, vì điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, không thể tiếp tục trang trải cho việc đi học, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đã quyết định theo nghề thợ tiện và đi làm công nhân. Nói về quá khứ của mình, Đan Trường tâm sự: Trường từng làm thợ tiện, thợ in lụa để đỡ đần cho gia đình, cho cha mẹ gánh nặng về kinh tế. Lúc đó, trong con mắt của Trường, nghề ca sĩ là một thứ gì đó cao quý, không thể nghĩ tới trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dù chấp nhận học kết cấp 3 để ra làm thợ, nhưng thẳm sâu trong trái tim của Đan Trường vẫn dành tình yêu cho ca hát. Và cơ duyên đến với anh thật tình cờ rơi vào năm 1996. Đan Trường dự thi và đoạt giải ba với ca khúc Gửi Người Tôi Yêu trong một cuộc thi giọng hát hay của nhà văn hóa quận 10. Sau đó, Đan Trường như cá gặp nước khi có được sự giúp đỡ của ông bầu Lê Hoàng Tuấn. Năm 1997, Đan Trường bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Với sự hậu thuẫn của ông bầu Hoàng Tuấn cùng với giọng hát dễ nghe và êm tai, gương mặt bạch mã hoàng tử, Đan Trường đã trở thành ca sĩ đình đám trong năm 2000. Thậm chí, anh còn được lựa chọn song ca cùng với diễn viên nổi tiếng Triệu Vi trong một sự kiện giao lưu văn hóa giữa hai nước. Cuộc đời của Đan Trường sang trang mới, anh đã trở thành ngôi sao và được khán giả trẻ cả nước mến mộ. Từ thân phận thợ tiện, Đan Trường vụt sáng trở thành người nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền từ công việc này. Khi sự nghiệp ổn định, năm 2013, Đan Trường quyết định cưới vợ. Nam ca sĩ sinh năm 1976 kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên, một thương gia người Mỹ gốc Việt. Đám cưới diễn ra rất hoành tráng và sang trọng, chi phí khoảng 145.000 USD. Được biết, bà xã của Đan Trường, doanh nhân Thủy Tiên rất thành đạt trên đất Mỹ. Cuối năm 2009, cô thành lập một công ty tài chính ở Mỹ và hoạt động khá thành công khi liên tục tổ chức các show diễn lớn cho các nghệ sĩ trong nước đến với xứ sở cờ hoa. Cô cũng đứng đầu chuỗi nhà hàng với một quán cà phê tại Chicago. Việc kết hôn của Đan Trường với doanh nhân Thủy Tiên được nhiều người hâm mộ ủng hộ vì cô không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là người phụ nữ tay hòm chìa khóa giúp cho Đan Trường tỏa sáng. Với nhiều khán giả quan tâm đến đời sống hiện tại của anh đều thấy cuộc sống của Đan Trường hạnh phúc và sung sướng. Mới đây thì fan vô cùng bất ngờ trước hình ảnh lão hóa ngược của Đan Trường. Nam ca sĩ đã bước qua tuổi 43 nhưng vẫn giữ được phong độ và ngày càng trẻ trung. Bản thân của Đan Trường cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Khối tài sản đáng mơ ước của vợ chồng Đan Trường. Không chỉ là khiến cho công chúng ngưỡng mộ vì sự hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng của Đan Trường còn sở hữu một khối tài sản đáng mơ ước, bao gồm nhiều siêu xe và những căn biệt thự đắt giá. Chuỗi nhà hàng trong mơ. Ngay sau khi kết hôn, vợ chồng của Đan Trường đã mở một nhà hàng tại California. Nam ca sĩ chim trắng mồ côi là một người sành ăn, trong khi bà xã Thủy Tiên là một người có tư duy nhanh nhạy trong việc kinh doanh, nên cặp đôi rất tự tin khi xây dựng nhà hàng này. Họ hy vọng có thể mở rộng thêm nhiều chi nhánh tại các tiểu bang của Mỹ và Việt Nam. Tính đến thời điểm tháng 9 năm 2019, Đan Trường và bà xã đã vô cùng thành công khi xây dựng được một chuỗi nhà hàng trên đất Mỹ với một thực đơn đa dạng bao gồm các món cuốn, đồ ăn Việt Nam và nước uống. Thủy Tiên tiết lộ, ông xã cô là người có tư duy kinh doanh linh hoạt, nhiều ý tưởng mới lạ khiến cho cô đặc biệt ấn tượng và nể trọng. Biệt thự siêu sang gần 20 tỷ đồng. Trước đây, Đan Trường và Thủy Tiên đã từng gây sốc khi khoe căn hộ sang trọng với thiết kế hiện đại, nội thất tinh tế tại California. Theo ước tính, căn hộ của họ có giá trị 40,2 tỷ đồng và phải mất đến 3 năm xây dựng mới hoàn thành. Bà xã Đan Trường cho biết, căn hộ có diện tích hơn 250m2 với không gian mỗi phòng được thiết kế mở, tạo sự thoáng mát nhưng không kém phần tinh tế.
Khi biết tin Thủy Tiên mang bầu, cặp đôi đã gấp rút hoàn thiện căn hộ mới xây như một món quà dành tặng cho thiên tử, con đầu lòng. Thủy Tiên cho biết ngôi nhà được một kiến trúc sư nổi danh tại Hollywood, người đã từng xây nhà cho ca sĩ Dion thiết kế, với tổng diện tích lên tới một mẫu Anh, 4.047 m², cùng với nội thất sang trọng, vợ chồng của Đan Trường đã khiến cho nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi sự phóng khoáng của mình dành cho con đầu lòng. Những chiếc xe tiền tỷ. Đan Trường được ngưỡng mộ khi khoe chiếc siêu xe dòng E-Class, từng được tạp chí danh tiếng Autobild đánh giá là mẫu xe đẹp nhất trên thế giới. Theo định giá trên thị trường, chiếc xe có giá bán gần 2 tỷ và là mẫu mã được nhiều người ưa chuộng. Ngay sau khi biết tin bà xã mang thai, mẹ của Đan Trường đã dành tặng cho cháu ngoại một chiếc siêu xe màu trắng với thiết kế hiện đại, sang trọng, trị giá lên tới trên 1 tỷ đồng.